đã quay trở lại với channel của mình là Hi Ha đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mới của mình. Và trước khi bắt đầu vào video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút share của video cho mình. Và đừng quên đăng ký và nhấn hình phía dưới sau còn là mình là Bum. Và đừng quên kéo xuống dưới và đăng ký cho mình đi. Bởi vì theo thông số thống kê của YouTube thì hiện tại chỉ có 5% là mọi người đã đăng ký cho tôi rồi, 95% còn lại là chưa nhớ đăng ký. Với lại mình vừa tạo một cái hội viên của YouTube. Bạn nào muốn là fan chân chính của Hi Ha hay là muốn ủng hộ cho Hi Ha thì hãy click vào đó và có thể mua cái hội viên đó. Bạn sẽ là một trong đại gia đình của Hi Ha hội viên nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và khi mà mua hội viên cũng sẽ có những cái quyền lợi cũng đặc biệt lắm. Ok, cảm ơn các bạn nào đã ủng hộ mình cũng như là đã mua hội viên của mình. Cảm ơn rất là nhiều. Ok. What the hell? Cái cúp chùm trốn tìm ướp Hi Ha đóng tiêu rồi. Ui, kim cương thì còn, tại sao cái cúp thì lại mất vậy? Tìm cái cúp đúng không? Mày tìm cái gì vậy? Đúng không? Đúng đây đi. Mình đi đây anh ơi. Sao? Đây đâu? Cái cúp của ta đâu? Mày phải lấy nữa. Đây rồi. Xuống đây. Đã giao luật đàng hoàng là không được lấy cúp của nhau rồi nha. Không rồi, không rồi, lấy luôn nha. Người ta chỉ là lấy cái này để bù thêm cái khác cho đó. Nhìn đây. Đây? Cúp trong tiểu nhà đây, cái này của tôi nha. Rồi đây. Vương miện trốn. Vương miện vua trốn tìm. Holy hell, in no. Mày biết nha, hôm nay là tao sẽ thử, tao sẽ thách mày chơi lại trốn tìm đó. Okay. Bây giờ á, mày lại thách mày đấu với tao nữa à? Thì ra mày chọn cái chết. Đúng rồi. Bây giờ á, nếu mày thắng á, mày sẽ được nhận lại cái cúp của mày, được kim cương với lại là được vương miện đúng không? Đúng. Không bằng được vương miện vô trốn tìm. Trời. Nè thôi, tao nói nè, mày thua thì mãi mãi thua thôi, biết tại sao không? Tại vì tuôn của mày như cứ... Mày sao? Mày nói cái gì tao chơi được mày đó thằng chó? Dạo mày vừa nói giống như bị lắc vậy á, Kim Liêm như bị lắc gì á. Quật sẽ như thế này, tao sẽ chơi, tụi tao sẽ chơi hai ván đi trốn, một ván đi tìm như bình thường đúng không? Ok. Quay, giải thưởng cho người thắng cuộc. Đó, bấm vô xem đi, giải thưởng cho người thắng cuộc. Thôi kim cương của tụi tôi để dành biết bao năm chờ đó. Chiếm được một ít. Trời ơi, như mày. Ok nha. Dạ bây giờ tụi tôi đi trốn nha, úp mặt đi, úp mặt vô tường. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. 5, 10, 15, 17, 15, 15, 40, 45, 45. Nhanh lên mọi người ơi. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Hôm nay mình có mảnh nhất mới, mình mới dám chơi tụi nó. Chứ khơi, sao mình dám chơi được các bạn. Mình sẽ bị thua và mất luôn danh hiệu chùm trốn tiền của mình sao được. Đó, hôm nay mình có một bảng hát mới, đó chính là một bảng tên là hiển thị manh mối và một cái nữa là mấy giò người. Đó, mấy giò người này nè, rất là đơn giản. Khi mà các bạn cầm lên á là tụi nó đi đâu bạn cũng biết luôn đó. Đường đi nước bước của nó sẽ hiện rõ ràng nha các bạn, hiểu không? Bây giờ cho tụi nó đếm. 70 75 80 85 90 95 100 105 100. Ôi, ủa hết chưa ta, xong chưa ta? Tốt, đã đi bạn, cho tụi nó chạy thoải mái. Mình cứ cho tụi nó chạy thoải mái một chút mình cũng sẽ biết thôi. Được rồi, bây giờ tiếp theo nè. Lỗ, nãy cái lúc mà mình xài là tụi nó đứng ở đây nè. Đó. Cái gì đây? Đó, bây giờ mình chỉ cần đi theo cái mình. Holy shit, gì mà bói rối nùi ở đây nè các bạn. Đó, đi theo. Như có hai dấu chân ở đây các bạn ơi. Có nghĩa là hai có hai đứa trong vòng này. Đó, tắt đi. Rồi, hồi nãy nó chỉ vô trong đây đúng không? Nè, hồi nãy nó chỉ vô vậy nè. Đó, nó chỉ vô trong này là có nghĩa có đứa đi vô bằng cái vlog này, bạn hiểu không? Mất xẻ đâu. Ôi, cái giời ơi. Hình như con dinh cây trong đỏ. Ừ, à, ê, bấm tìm ra coi. Đây, đã rồi, cái gì nấu ăn mà cháy cái gì tùm lum vậy thôi. Cái này vô bạn luôn vậy. Ủa? Chân cột cắt dao ấy. Lộn, cắt dao. Ủa vậy? Mẹ nó con cột cắt dây leo nội ơi, nó rảnh vậy. Cắt dây leo. Bấm ăn bà, trời trời ơi, cái này nấu đồ ăn không mà. Quy mô, quy mô, quy mô. Đợt này nha, bỏ kiếm ra luôn, ngồi đây coi phim tới sáng. Ờ, lần làm gì anh nha, kiếm được chỗ này. Bạn thấy không, mấy cái đường đó nó nằm này. Trời ơi, tụi nó vui gần chết không. Dạ. Ôi đánh bà nào ơi. À chào anh. Giống vậy à. Hello Jin Chi. Hai đứa làm gì ở đây đây? Ê, bình tĩnh. À, đúng rồi, các bạn hả? Nè, 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 nè. Phim đó, anh ơi. Chạy đâu, mày chạy đâu? Chạy. Chạy nè. Còn đứa kia dám chạy hả mày? Chơi trốn tìm chạy là sai lực rồi nha em. Chạy đi đâu?
hía à, hía nè. Ôi ơi, lọt ra cái đồ remote của nó nữa các bạn. Ok, tiếp theo bây giờ mình quanh lại cái chỗ nhà của Jimmy, cái chỗ mà hồi nãy một đống các bạn nhớ không? Thì mình bật cái này lên để cho coi được. Đó, bạn thấy bạn mắt bạn hát mới của mình sẽ cho dò người dò chi nữa tầm này. Ôi giời ơi, đi đâu đây? Mấy con sâu này đi đâu đây? Mình nhớ nằm dưới này nữa hả? Trời ơi, sao tụi này nó chơi tại mấy cái chỗ bí mờ bạn. Tắt ra đi. À, dưới này đúng không? Bọn rồi. Chuẩn rồi. Tôi có thiên hạ tìm được tôi luôn á quỳ, ông thấy tôi nó chơi chưa? Ông thấy ở đâu luôn á trời. Đâu thấy được Jimmy ở đâu luôn luôn mất cỡ thi ha. Ủa Jimmy đâu á? À, quỳ thấy Jimmy chưa? À, ông thấy. Mày chạy đâu? Nói nghe nè, tôi nói cái. Ở đây. Sao ông chơi trúng tiền mà giỏi quá vậy, tôi hỏi thiệt á. Tại vì tôi bà rồ, hiểu không? Cách đây Jimmy. Chạy nè. Ôi mấy con gà kìa mày. Ủa sao thằng này ơi. Nó đi vào. Tôi nghĩ là thôi mà ơi. Thôi chạy nè. À, sao? Một không. Ok. Mới có một không thôi. Alo. Ok. Một không. Mới có một không thôi. Mày chuẩn bị đưa cái vương miệng đẹp đẽ đi cho tao đi là vừa. Rồi kìa, đồng đội mày ra game kìa. Đợi xíu đi, đồng đội mày vô nữa kìa. Rồi chúng ta bắt đầu chi tiền, tao đi vệ sinh cái. Hả? Bắt tè không cho đi hả? Đi chung không? Đi. Đúng vậy là cái nút reset lại tất cả giống mình mỗi nãy giờ mà tụi nó đi với các bạn cái đường mà đỏ các bạn nhớ không? Bây giờ mình chỉ cần ấm cái này thôi, coi như là nó đã lia sạch hết mấy cái dấu vết đó. Một chút mình tìm dấu mới đỡ bị đói. Giờ đi ra lại. Vô. Ok. Đồng đội mày vô. Lắp luôn. Ông ngoài cái đầu lên nhìn. 5. Đi. 15. 20. 25. 30. 35. Quá đơn giản. Ây da. Lên. Bây giờ các bạn. Một đứa đi vô nhà Nabi nè. À đây. Các bạn thấy dưới này mà nó bốc khói lên mà nó bốc khói ít kiểu này là nó đang đi xuống một cái tầng hầm hay là cái gì đó các bạn. Còn cái này là tụi nó đi đâu không biết nhưng mà thôi, biết còn gần cứ đi. Ê, ấm lộn. Trời ơi, chiếc dầu hoài bạn, dầu hoài đó bị lắc á. Ôi. Thầy hẻ sao sâu vậy? Hello. Hello. Con chó ơi, nó nằm ở trong chỗ nó ngủ. Quay, nó làm một cái chỗ trốn siêu sâu luôn các bạn, sao nó nằm dưới này nó ngủ. May là có mấy cái đường này mình mới biết được á. Chứ mình chơi bình thường là bó tay chấm nét luôn bạn. Ôi má ơi, ấm mở cái này ra, cái này đi ra ngoài nè hết. Đi vô trong nè, cái nè, nghe muốn điếc cái lỗ tai luôn bạn. Không. Nó ngủ rồi phải, nó đóng cái phòng riêng ra nữa bạn. Cảm ơn nè, mình đi ra ngoài nè, hết nghe nè. Không, đỡ bị vọng nữa không? Còn các bạn đi vô trong mình như cách âm nè các bạn. Mở vô nè, đi vô nè. Nó ngủ. Cất cho nha. Baby quá thùng cái coi. Mình trở thành chùm tốn tiền rồi. Tụi mình thắng rồi hi ha ơi. Ra ngoài cái coi. Đâu ơi. Cái gì sai sai bay. Đúng rồi. Đứng ngay là chắc đó. Mày nghĩ mày là chùm chút tiền mà vô đây mày nằm mớm đó mày. Đậu xanh mày ơi, đi lên mày ơi. Ôi, nó cho mình vô trong đây mà không có cái đường này mình bị lạc đường luôn các bạn. Bây giờ mình phải đi tìm những cái khác các bạn. Ủa cái chỗ này là tụi nó nhảy lên nè, xong tới đây nè. Rồi thôi chọn đường này đi. Chọn đường này. Ủa có hai người đang đi chung các bạn. Đây là có hai người đang đi chung. Ủa. Người đi chung. Có ba con mồi đang đi chung nè các bạn. Ba con mồi đi chung luôn. Ok. Đi theo cái dấu vết này đó các bạn. Nó dẫn mình đi xuống tầng hầm nhà của con Vinky. Ok, ba đứa luôn nè các bạn, thấy ba dấu không? Đó, vậy là có nghĩa là ba đứa đang trốn chung một chỗ các bạn ơi. Ồ, thì ra là nó dẫn đi vô trong này hả? À. Em thích ăn kem, em thích ăn bán cho em ơi. Các bạn thấy không? Nó trốn chỗ xa quá. Cái lúc mà mình tắt á là tới đây thôi nè. Đó nhưng mà cũng may nó dẫn tới nơi rồi các bạn là được rồi. Tắt này đi. Người đàn bán cái kem chocolate. Cho hai ly kem đi. Ngồi đi. Kem sô cô la. Rồi cảm ơn luôn. Này ăn cream mà. Ok, 1 sao nha. Alo 5 sao nha. 5 sao. Tụi tôi thấy sai gì đó. Cái này sai chưa? Chị thấy điều sai không? Chị đâu? Chị đâu? Chị đâu? Chị đâu?
Chết miệng. Ông ơi, hôm nay đổi nghề không cho chúng tiền đi bán kem hả Dương ơi? Tôi thấy ông rất là đẹp trai và cute, hột hướng dư luôn, ông cho tôi đi cái được không? Năng ok đi đây, đây. Có con bò đen, có con bò đen. Chỉ đứa khác nè, bây giờ mới dí đứa khác nè. Mình sẽ hoành về chỗ cũ. Hello mấy con gà. Dạ. Tao nói tao cay ông mày coi chừng tao quá. Ok ok, xin lỗi tụi mày. Tao đi đây, tao đi tìm đứa khác đây. Núp xuống, chỉ xuống cái chỗ của Đào đây. Nhà Nabi. Cái bản hát này mà mình không cần tìm, kiểu như mình không cần kiếm. Chó nè. Hùng nè. Hùng nè. Ủa, gà nôi. Mày ngồi im xem của mày lấy trap gì. Đây là trường phái khác. Ok. Ủa, sao mà biết được? Tao không biết được. Trốn tìm nó có khác kiểu chưa. Lên coi mấy con gà coi. Mấy con gà cuối cùng cũng tìm được hết rồi. Tự nhiên nó chui vô được cái nhà, nó chui vô được cái chỗ này của tao, tao không hiểu làm sao mà nó chui vô được. Nè thì tao đi đạp cái nó lọt xuống thôi, đâu chỗ đâu này nè. Đó. Hồi nãy tao đã đi qua nhà nó lọt xuống đó. Đó, đi cái lọt xuống thôi, hên xui mà. Trời ơi. Không nghe nó lọt đâu. Đó, đó thấy chưa? Mày làm cái chỗ dễ lọt quá giờ la gì. Rồi, vậy bây giờ tao đi trốn nha. Bye bye. Mình sẽ dò cho tụi nó đi đâu đi. Mình sẽ dò sau đó mình sẽ biết nó đi đâu mình né thôi các bạn. La 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 la. Bum bum. Nhưng mà cái này nó mượn cái là mình không biết tụi nó đang đâu hết các bạn ơi, nên cũng khá là sợ các bạn. Này lên. Rồi. Nó đang ở bên nhà nước rồi bạn. À vậy là tụi nó đang mở cổng bên nhà nước bạn ơi. Ở đủ cái này là có đứa đi tìm nè, có đứa đi tìm mà nè. Nó kìa, tụi nó kìa. Ồ, ồ. Cái dấu này theo cái chân là tụi nó đang đi ở đằng nhà nước các bạn. Còn nhìn cho nó đỡ lắm. Nó nhà nó đâu, qua nhà nó đây. Này nó không hỗ trợ cho mình cái lúc mà gọi là đi tìm người các bạn. Alo, đi trốn các bạn ơi, nó chỉ cho mình đi tìm thôi hả? Ui, tụi nó tìm kìa. Có chưa? Đi tìm. Vẫn không có. Trời ơi. Không hay không? Nhớ vậy. Vậy ăn đi. Tôi nghĩ nó còn vòng ở đó thôi. Đi. Đúng rồi. Qua lại kìa. Đó. Theo như những cái phán đoán của mình, những cái dấu vết mà nó, của nó để lại các bạn, là khi mà tụi nó đi qua nơi nào rồi là tụi nó bỏ luôn, tụi nó không có quan tâm hoành lại nữa. Nên mình sẽ đi qua đây. Bây giờ tụi nó bất lực, nó đứng ở giữa làng các bạn ơi. Bực bỏ rồi chứ. Trời ơi. Vậy chí này mất hết đồ luôn rồi. Xa quá nó không được. Trong nhà tao đúng không? Đó. Bạn ơi, đi theo dõi. Là nó cũng vô nhà Huy nữa các bạn. Vậy là có nghĩa nó đã coi trong nhà Huy rồi. Mình sẽ quay trở lại nhà Huy đi, tại vì nhà Huy là nhà cuối cùng mà nó chạy vô, tụi nó sẽ không biết đâu. Go 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 go. Các bạn ơi à, bọn này đi tìm gì lâu trời. Trời không thấy luôn á, làng rồi. Chắc là nhà nó bị đó. Hỏi thôi, tụi nó đúng không bạn? Tụi nó sẽ đi qua từng nhà những cái tụi nó đi rồi. Không, tụi nó sẽ đi tìm ra mình. À, nên mình đã nhắn không chân. Có nè. Trốn chỗ khác là hợp lý. Không có là mất lực luôn á. Không, để. Nó chạy một đống ở trong nhà có nước luôn đó bạn. Ok, giờ tắt này đi. Bạn có nghĩa tụi nó chạy nhà nước rồi. Nó sẽ không tìm được đâu. Ui, bạn ơi, sắp chiều rồi. Chiều là có nghĩa là sắp tối rồi. Ủa, ông nghe, nó là chết tụi nó tìm được rồi. Ui, cũng sắp tối rồi. Mình chỉ cần câu thời gian thôi. Quên nữa tụi nó không hiểu bạn ơi. Mình phải chạy giờ chứ nó đập cái cổng ra mấy hồi. Ui, giờ nó Ôi, ở đây đúng con, tao biết rồi. Nói trên lầu đó, tôi sẽ lên lầu. Ui, tối rồi. Rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ơi, năm, đầu lên. Năm, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, chơi. Cười mía, cười mía. Yeah, mình đã giành phần thắng. Mình nói cho bạn nghe, bạn chỉ ăn hên thôi. Bây giờ tụi mình không chấp nhận cái sự việc này. Bạn hãy lấy đồ đó đi và bạn hãy cút đi. Chụp cái cây diều vô cái đầu. Bỏ yeah, vậy. Cuối cùng đó, trong đầu. Tất cả đây là hành của mình rồi. Lầm 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 lầm
lụm kim cương về. Ôi, happy bro. Bây giờ cái này nữa, đập này đi. Ôi trời ơi, chùm bà vua chốn tìm. Nghe nó ắt chưa? Tiếp theo là năm cái gọi là năm cái rương chứa bờ lóc kim cương. Năm nè. Trời ơi, ôi ơi. Ôi ơi. Ôi ơi. Đây chính là nơi mình cất danh hiệu chốn tiền các bạn thấy không? Ok, các bạn thấy bản hát này như thế nào? Nếu các bạn thích bản hát này hãy comment lại bên dưới nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại trong gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye. See ya. Trời ơi, tụi nó ăn cắp bây giờ.